xem video được cao tốc Cần Thơ Cà Mau ký hiệu CD01 đã hơn 20 tháng kể từ ngày khởi công xây dựng ngày 1/1/2023. Dự án có điểm đầu tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ và điểm cuối kết thúc tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Chiều dài đường cao tốc 110 km. Trong video hôm nay, tôi sẽ cập nhật hình ảnh mới nhất ngày 9/10/2024, vị trí điểm đầu ở nút IC2 của đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau. Cụ thể hơn thì công trình được xây dựng nằm tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Ở vị trí này cách nút IC3 cầu nhựa đường quốc lộ 1 khoảng 8 km. Trước tiên chúng ta xem từ hệ thống bản đồ địa lý để hiểu rõ chi tiết điểm đầu cao tốc tại nút IC2 này. Nhìn tổng thể sẽ xây dựng tuyến nối từ đường quốc lộ 91 ở dòng xe Cái Cui đến điểm đầu đường cao tốc, rồi tiếp tục xây dựng một đường nhánh thông đến đường quốc lộ 1 kết nối quốc lộ 61C. Chúng ta hiểu vị trí điểm đầu này sẽ hình thành nút giao qua thị có tất cả 4 hướng đi, nhưng hiện tại xây dựng 3 hướng đang bị phục một hướng kết nối đường dẫn cây cầu Cần Thơ 2. Dự kiến cây cầu Cần Thơ 2 phục vụ cho đường cao tốc sẽ được xây dựng trong năm 2026. Chúng ta quan sát trên công trường thì nguồn vật liệu đắp nền đường đã được nhà thầu cũng như đơn vị cung cấp tập kết về công trường. Đảm nhận thi công đường cao tốc ở địa phận thành phố Cần Thơ là công ty cổ phần xây dựng Tân Nam. Nhà thầu đang tiếp tục xây dựng trụ cầu ở tuyến đường nhánh cũng như lau lắp dầm tuyến đường chính, thi công bản mặt cầu và đang gia tải nền tuyến đường nhánh. Hiện tại nguồn cát sẽ được tập trung ưu tiên cho dự án đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau. Điểm đầu nút IC2 này sẽ hình thành một đoạn cầu cạn. Quy mô tuyến đường cao tốc ở nút giao qua thị này sẽ rộng đủ 6 làn xe. Trong tương lai, kết nối đồng bộ với đường dẫn cây cầu Cần Thơ 2, có thể phương án xây dựng đoạn cầu cạn cho đường dẫn cây cầu Cần Thơ 2 ở phía bờ quận Cái Răng sẽ kéo dài đến điểm đầu ở nút IC2 này. Hiện nay chưa xây dựng cây cầu Cần Thơ 2, vì thế các phương tiện giao thông muốn đi vào đường cao tốc phải đến dòng xe Cái Cui ở quốc lộ 91B cũng như ngã ba quốc lộ 1 và quốc lộ 61C mới vào được điểm đầu đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau. Công trình dự án đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau đã vượt qua nhiều khó khăn đang dần thành hình. Tuy nhiên, nếu so với kế hoạch ban đầu đề ra, tiến độ dự án đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau vẫn đang bị chậm. Theo ban quản lý dự án Mỹ Thuận, tính đến cuối tháng 9 năm 2024, toàn bộ dự án đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau bị chậm tiến độ khoảng 15%. Để đẩy nhanh tiến độ dự án đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau bù lại khối lượng bị chậm so với kế hoạch, các nhà thầu đang tổ chức gần 130 buổi thi công trên toàn tuyến đường với lực lượng khoảng 800 kỹ sư, tư vấn giám sát và công nhân, sử dụng hơn 400 máy móc thiết bị các loại, duy trì thi công 3K4 kiếp ngày và đêm. Cụ thể, về công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ đã đạt 99%, chỉ còn một hộ dân ở Hậu Giang chưa bàn giao mặt bằng với chiều dài khoảng 30m. Với phần tuyến chính, các nhà thầu đã xử lý rất yếu theo phương án gia tải, đạt hơn 91 km, trong đó hơn 31 km đoạn Cần Thơ Hậu Giang và 60 km đoạn Hậu Giang Cà Mau. Về phần cầu, các nhà thầu đang triển khai thi công đồng loạt 117 cây cầu trên toàn tuyến, trong đó tính đến cuối tháng 9 năm 2024 đã có 28 cây cầu. Xong phần bản mặt cầu, dự kiến tất cả các cây cầu trên đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau sẽ được hoàn thành trong năm 2024 này. Bộ Giao thông Vận tải đã nhiều lần đôn đốc chỉ đạo các nhà thầu tiếp tục giải quyết dứt điểm những khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau. Hạn chót phải hoàn thành dự án này là ngày 31 tháng 12 năm 2025 để đảm bảo khai thác toàn tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía Đông ký hiệu CT01 đúng theo kế hoạch, không để chậm trễ thêm nữa. Dựa theo kế hoạch, phần tuyến chính đường cao tốc sẽ hoàn thành trong tháng 11 năm 2025 và hoàn thiện tất cả các hệ thống an toàn giao thông trong tháng 12 năm 2025, đảm bảo hạn chót theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải. Tuyến đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau nằm trong dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2 từ năm 2021 đến năm 2025. Cao tốc này có chiều dài trục chính 110 km đi qua 5 tỉnh thành thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Bắt đầu tại nút IC2 sẽ kết nối đường quốc lộ 91B năm sông Hậu và quốc lộ 1 và điểm cuối kết nối tuyến đường xuyên Á tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Dự án cao tốc Cần Thơ Cà Mau bao gồm hai dự án thành phần đi qua 5 tỉnh thành gồm thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang và tỉnh Cà Mau. Ở đoạn Cần Thơ Hậu Giang dài 37 km và đoạn Hậu Giang Cà Mau dài 73 km. Trong giai đoạn phân kỳ, ở giai đoạn 1, tuyến cao tốc này được đầu tư quy mô 4 làn xe, mặt đường rộng 17m, chưa có làn dừng khẩn cấp,
chỉ xây dựng những điểm dừng xe khẩn cấp. Ở giai đoạn hoàn chỉnh, cao tốc này sẽ có hai làn dừng khẩn cấp, nền đường rộng 25m, 6 làn xe chạy, vận tốc tối đa lên tới 100 km/h. Tổng mức đầu tư cho dự án này là hơn 27.000 tỷ đồng. Công trình dự án đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau được khởi công vào đầu năm 2023, dự kiến thông xe giai đoạn 1 cuối năm 2025. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là trục dọc xương sống trong kết nối nội dùng và liên dùng, sẽ thông tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ. Đồng thời, dự án sẽ kết nối các tuyến trục ngang như cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đang triển khai xây dựng và trục cao tốc Hà Tiên Rạch Giá Bạc Liêu trong tương lai, trở thành động lực phát triển quan trọng cho kinh tế xã hội của các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại quá trình xây dựng nút IC2 ở điểm đầu cao tốc Cần Thơ Cà Mau.